Tí cho mẹ ăn luôn mày. Mẹ con ngựa tao nhìn hình như cũng đéo có đường đi nữa. Tao hỏi thật á. Rồi chú có đường đi không? Cái gì sao không có đường? Chú có đường đi không? À tức là tao làm mẹ đừng làm con kia à, ông chạy đi. Thôi. Cả thế mà cả đi le bắt pháo người ta chơi kỹ quá. Mẹ mặt tôi này tôi bắt con kia tôi hứa ông rồi. Hứa chưa? Con này tôi bắt con kia. Đó con này thì nó đi pháp ả. Đi đâu đi kệ đó. Nó đi pháp ả. Đi lên pháp ả. Mẹ dô xe giữ ta cho mày đứng muôn đời luôn. Mày đứng lùa đây nè. Được. Chứ có ai kêu mày gì đâu. Ừ, bỏ đâu mà không ông nội ơi, đủ quá đây nè. Mà tại mình để mình coi cách nào đây. Rồi mày bắt được con ngựa tao không? Chứ không lẽ con ngựa nó sống. Thì cả hai cửa người ta mà ai tôi mày làm cái gì có cái cửa bắt đâu mà. Bây giờ mày sang mày giữ đi. Nghe anh Minh đi. Thì may ra mới chống được. Nghe anh Minh đi. Để anh Minh vô ngồi ghế đó đi. Đúng rồi. Chơi với ông Tám hôm sau đi. Vô đó đi, đụng. Nếu ông nhảy ra đi cho Minh vô đụng. Không. Nó chấp đến xe lại. Xe mới chơi hả? Vô đụng yếu hơn đó hả? Cả đó. Cho 3-4 thằng người ta chấp lên hai nước rồi thôi cả lắm. Cho thế cho nó vui. Thôi bây giờ tao cứ để đứng ngoài nha. Đéo cho tháo thùng gì cả. Ngập gì đó mình sợ. Không có tháo thùng gì à. Lộn gì mà lộn. Gì lộn. Làm gì lộn. Tao đâu cần cho mày lộn đâu. Miễn là tao không cho mày tháo ra thôi. Sao không tháo? Chứ còn cho bạn không tháo. Bay tưởng lên đây thì ổng không bụng cũng giọt gì đâu. Tao ra đây thì cũng đâu dám chạy đâu mà. Giọt cái ông dứt ngựa ông dưới. Để Nguyên ta coi. Để Nguyên. Đây. Đấu liền. Thì sao ông đấu? Nó đang ấy. Tôi không đấu á. Không, tao cũng không cần mày. Không cần gì, không cần đó, tôi chạy đó. Chạy chưa? Chạy. Hứa chú là tôi yếu rồi tôi chạy. Chạy rồi đó. Sợ chạy à. Giờ tao như nào thôi, cứ gài để đây. Gài đó thì tôi chạy. Hứa ông thì chạy. Con này chắc là ta nhìn cái màu này là màu không ổn nữa đấy mày. Tiếp con đây. Chạy tiếp. Biết rồi. Con cứ chạy. Biết rồi. Nhìn thấy rồi. Chứ không cả nữa. Nó tém cái gì ta cũng trò nữa. Cái gì ta cũng trò nữa. Chạy. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Nó chạy mới đúng á. Đúng rồi. Nó chạy mới đúng á. Nó chạy mới đúng á. Bắt thâu luôn. Cái gì bắt được? Bắt được không? Cái gì? Chú có được cái này chống. Cái này là không chơi mấy cái kiểu đó. Thì chú có được viên trống đâu. Dứt tỉnh luôn hả? Cho chọc hả? Dứt cho lột luôn. Cho lũi dày dữ hết. Người xếp chết hồn quất luôn hả? Ở đâu? Đi đây phải không? Ừ. Quất liền. Quất. Đâu? Đâu cái gì quất được? Tụi con pháo về, đúng rồi, tôi phải cho con pháo về vậy đó. Phải cho con pháo nó về vậy đó, chứ không có. Dù sao nữa cũng chết à, đủ mày chọc. Không chọc nha, nên giờ về bắt cái này, ô chết mẹ đó mày. Đâu, con nào vắt thì vắt đi, có quyền mà. Chứ ai nói mày không có quyền xe bắt. Xe là dí pháo sao dí được, ổng chạy lên. Giờ mình qua đây mình chạy chặn mặt này đi, qua đây nè chặn mặt này đi. Ta được quyền chặn, dí mình được quyền chạy. Chặn thì ta cho mày được quyền dí, được quyền chạy. Đúng đó rồi. Do được quyền chạy bình thường. Đúng rồi. Dí vô chạy ra, chạy vô chạy ra, được quyền chạy. Ta bác được quyền. Thì có ai mà nói mày không được quyền đâu. Có ai nói mày không được quyền đâu. Hợp ngày ăn cũng vậy nè. Cái gì? Người xanh hợp tận giờ nè. Hợp đi. Ờ. Chứ không có ăn không lẽ tôi để nó nằm á. Trời ơi. Trời ơi, cỡ này mà đánh chú được quyền. Chiếu. Đó, chiếu được quyền. Chú được quyền, chiếu. Đó, vậy đừng nói chiếu nữa nha. Không có nói. Đừng nói chiếu nữa ta. Chiếu nữa ai chiếu nữa. Kỳ lắm. Tay. Ch-
chết mẹ lấy tay. Ê chỉ đưa luôn, chỉ trước luôn. Chiếu được quyền. Đúng, được quyền. Chạy vô. Có quyền mà có ai nói mày không? Chạy vô. Chiếu. Chiếu chạy lên. Chiếu. Chiếu chạy xuống. Đấy, cho mày đi ra. Đúng rồi. Ăn rồi. Bỏ xuống. Bỏ xuống ăn chiếu. Ta kiếm chỗ ta chạy đâu. Chạy trốn đi, chạy trốn xa vô. Đâu? Chạy cho xa vào bắt con xe. Chiếu sắp, sắp có xe rồi. Sắp có xe rồi. Chiếu sập về. Sắp có xe rồi. Chiếu. À, đừng có kéo nha. Đừng có kéo nha. Ta nói trước rồi đó. Đừng có giật ra chiếu kẹt kẹt lắm á. Đi qua là chỗ. Dạ, dạ đúng rồi, chốt đi. Đúng rồi. Không cho ăn à? Dạ, chiếu tướng. Chiếu tướng không sao, xuống đi. Đúc chưa giữa. Cái gì ba? Gì vậy? Bỏ xe. Cái gì đây? Cái gì đây? Em tưởng lên gì đâu. Đi chốt đi. Cái gì ăn tượng lên? Tượng lên ăn không được. Ngồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vô đây nè. Ăn đi, được quyền. Được quyền. Chiếu. Chiếu bỏ tay ra. Được quyền. Làm gì đâu mà sợ. Trời, con chốt ngon rồi phải không? Chạy lên thì xuống rồi lên xuống thôi. Ờ, cái đại quyết mà. Cái đó ngon à? Ngon không? Ngon không? À. Sao không ngon? Đu mẹ. Qua giữa mặt đi, qua giữa mặt. Ừ, để trên chốt. Khủng long qua núi mà. Xuống luôn. Xuống luôn. Chơi một điều nắm bảy cũng liều. Ê, bắt cái gì vậy? Đừng có thở nha. Ăn vô. Ờ, ăn vô ta ăn chứ giờ không lẽ bỏ lấy gì cái chơi đó không lẽ bỏ. Rồi lên hai chốt đi, lên hai chốt đi, đặng giữ chốt đi, lên hai chốt bìa đi, đặng xe giữ đánh cả mấy tao mà cứ cứ bày đặt. Bày đặt gì? Bày đặt lên chốt nữa chốt lấy kia. Bày đặt nha, giờ ta dạ, ăn đi. Ta đủ cái cho nó. Nó thối tiền. Ờ, à, mày nói thôi, vậy thôi. Cũng thôi, thôi, đấu đi. Đấu đi. Ta cho nó thối tiền. Đây, sang bên này. Vậy sao mới đi tới đây mà? Đây, bây giờ cho sang đây nè. Rồi, cho ông đi luôn. Rồi, chứ cứ lo làm gì đâu, tao đâu mà. Bìa tháo ra cái ta ăn thằng này liền. Nè, ăn đi. À, chưa à? Tao không giờ sao tháo được. Đi vậy đủ mẹ. Ông ăn con mình ăn con. Chết trong dưới kìa. Chết thì từ từ, ông đi mình mới tính. Nè, thải. Ờ, vậy thôi. Rồi, cứ việc đi. Ê, tháo bảy không? Hả? Đúng, mẹ nằm đi đúng rồi. Đi được chưa? Được rồi.